Thưa quý vị và các bạn, sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh, tuần từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Chương trình có những nội dung chính sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 2 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghe Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ các huyện thành ủy báo cáo kết quả giả soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của các huyện, thành phố và của tỉnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch cần đảm bảo tính linh hoạt, theo kịp thực tế. Về thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu của quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh các mục tiêu chung không thay đổi nhưng phải giả soát, đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu cụ thể, có những mục tiêu phải được nâng cao hơn. Đối với mạng lưới trường lớp, các ngành địa phương cần đánh giá hiệu quả thực tế của các mô hình xác nhập thí điểm, có cơ chế khuyến khích xây dựng và mở rộng các trường học, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của người dân. Về biên chế giáo dục, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung ưu tiên giao biên chế giáo viên, khảo sát và có giải pháp cụ thể cho tuyển nhân viên trường học. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 12. Ngày 30 tháng 10, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri các địa phương trong tỉnh. Tại các điểm tiếp xúc Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo với cử tri dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Cử tri các địa phương đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng cải thiện đời sống dân sinh, đồng thời tiếp tục phản ánh tâm tư nguyện vọng cũng như đề xuất kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm theo thẩm quyền và cam kết phản ánh đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngày 1 tháng 11, đoàn công tác của tỉnh Hyogo, Nhật Bản Do ngài Toshizo Ido, thống đốc tỉnh Hyogo làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chào mừng ngài thống đốc Toshizo Ido và các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc tại Hà Nam. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn, với cương vị là người đứng đầu chính quyền tỉnh Hyogo, ngài Toshizo Ido sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giới thiệu các nhà đầu tư của tỉnh đến đầu tư tại Hà Nam. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Hà Nam để làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Sáng ngày 1 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình xây dựng khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh trật tự giai đoạn 2013-2018. 5 năm qua, mô hình xây dựng khu cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện với sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức tư tưởng trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên người lao động và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, biểu dương ghi nhận đánh giá cao kết quả duy trì, nhân rộng mô hình đạt được trong 5 năm qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ngành tiếp tục quán triệt nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, chính phủ, Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày 1 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Theo quyết định, trong đợt này, toàn tỉnh có 12 gia đình chính sách được hỗ trợ xây dựng nhà ở với nguồn kinh phí 840 triệu đồng, bình quân 70 triệu đồng mỗi gia đình. Như vậy đến nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp quân đội hỗ trợ kinh phí xây dựng sửa chữa 168 nhà tình nghĩa, trong đó xây mới 159 nhà, sửa chữa 9 nhà với tổng kinh phí trên 11,6 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 11, tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sĩ Đạt, chú thể phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về tội giết người. Lê Thái Duy, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Lê Việt Hoàn, trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Nguyễn Sĩ Đạt tử hình về tội giết người, Lê Việt Hoàn tử hình về tội giết người. Hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt hai tội là tử hình. Lê Thái Duy 19 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt hai tội là 20 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.